Mới đây, các nhà chức trách của thành phố Kherson tiền tuyến của Nga kêu gọi tuyển quân. Bộ Quốc phòng Nga nói Kiev có kế hoạch sử dụng thiết bị hạt nhân năng suất thấp. Nga tuyên bố lực lượng đã sẵn sàng làm việc trong điều kiện bị ô nhiễm phóng xạ gây ra do bom bẩn mà Nga cáo buộc Ukraine đang có kế hoạch thực hiện. Giữa lúc đó, quan chức Nga nói Ukraine đang lên kịch bản phá hủy hai nhà máy thủy điện cùng lúc. Tổng thống Ukraine kêu gọi Israel tham gia cuộc chiến chống lại Nga. Thủ tướng Đức hứa hỗ trợ tái thiết Ukraine với tư cách là đối tác EU tương lai. Iran tuyên bố sẽ có những hành động phù hợp nếu thông tin Nga dùng UAV của Tehran được chứng thực. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Phiến xin chào quý vị đã đến với những cập nhật mới nhất về tình hình xung đột tại Nga và Ukraine. Và sau đây là những nội dung đáng chú ý. Các nhà chức trách ở thành phố Kherson đã nhắc lại lời kêu gọi dân thường nhanh chóng đi di tản khỏi nơi này trước khi các trận giao tranh giữa hai lực lượng Nga-Ukraine diễn ra. Tuy nhiên, nhóm quan chức thân Nga cũng lưu ý rằng những người đàn ông từ chối rời đi có thể đăng ký vào các lực lượng bảo vệ lãnh thổ. Thành phố Kherson nằm bên bờ tây sông Donetsk. Các quan chức đã di rời cư dân đến các khu vực khác trong vùng Kherson và các tỉnh khác của Nga trước những đợt phản công có thể xảy ra của quân đội Ukraine. Sáng thứ Hai, ông Kirill Stremyshov, một quan chức chính quyền thân Nga tại Kherson cho biết, mọi người đang dần rời khỏi thành phố để quân đội Moscow thực hiện công việc của họ. Tuy nhiên, có nhiều người vẫn chọn ở lại thành phố. Những người đàn ông ở lại có thể đăng ký gia nhập quân ngũ của Nga tại thành phố Kherson. Quan chức này tiết lộ thêm, lực lượng Kiev đã cố gắng phá vỡ hệ thống phòng thủ của Nga gần sông Ingules, một nhánh của dòng sông Donetsk. Tuy nhiên, đợt tiến công không thành và toàn bộ đội trinh sát của Ukraine đã bị bắt giữ. Tuần trước, Tổng thống Zelensky khẳng định quân đội Nga sẽ cho nổ đập thủy điện Kakhovka nằm ở thượng nguồn Kherson và điều này sẽ gây ra tình trạng ngập lụt kinh hoàng tại các khu định cư. Tuy nhiên, phía Nga lại cho rằng quân đội Kiev đang tìm cách phá hoại con đập để gây xáo trộn đời sống của người dân và cơ sở hậu cần quân sự ở Kherson. Hãng thông tấn TASS đưa tin, hôm thứ Hai, 24 tháng 10, Trung tướng Kirillov tiết lộ Bộ Quốc phòng Nga có bằng chứng cho thấy quân đội Kiev đang có kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân năng suất thấp. Mục đích của hành động khiêu khích này là quy trách nhiệm cho Nga sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Ukraine. Ông Kirillov nói, Ukraine đang phát động chiến dịch chống Nga quy mô lớn trên toàn thế giới nhằm mục đích làm xói mòn uy tín của Moscow. Ngoài tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân, ông Kirillov cho biết Tổng thống Zelensky còn nhiều lần kêu gọi các nước NATO tiến hành tấn công phủ đầu vào Nga. Ngày 22 tháng 10, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Canada, nhà lãnh đạo Ukraine đã kêu gọi thế giới chống lại Điện Kremlin nếu quân đội Moscow đánh vào văn phòng của Tổng thống Ukraine trên phố Ban Konvaya tại thủ đô Kiev. Ngày 23 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc điện đàm với những người đồng cấp ở Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ để bày tỏ lo ngại về việc Ukraine có thể sử dụng bom bẩn trong cuộc xung đột. Trong khi đó, phía Ukraine đã lên tiếng bác bỏ điều này và tuyên bố Nga vu khống. Hôm 24 tháng 10, Giám đốc Cơ quan Tình báo nước ngoài SVR của Nga, ông Sergei Naryshkin, nói với báo chí rằng Điện Kremlin thực sự lo ngại trước những lời nói của phương Tây về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Sergei Naryshkin phát biểu, tôi thấy luận điệu của phương Tây về việc sử dụng vũ khí hạt nhân là vô cùng lo ngại. Điều đó không thể chấp nhận được. Theo ông Naryshkin, thế giới không thể để phương Tây cung cấp cho Ukraine vũ khí hạt nhân. Mong muốn sở hữu vũ khí hạt nhân của Ukraine đã được thể hiện nhiều lần kể từ khi Tổng thống Zelensky tham gia hội nghị an ninh ở Munich, Đức hồi tháng 2. Khi đó, tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của nhà lãnh đạo Ukraine đã quá rõ ràng. Hôm 24 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã chuẩn bị lực lượng làm trong sạch môi trường ô nhiễm phóng xạ sau khi Moscow cáo buộc Ukraine đã lên kế hoạch kích nổ một quả bom phóng xạ. Trong khi đó, Kiev mạnh mẽ phủ nhận điều này. Trước đó vào ngày 23 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga ông Sergei Shoigu đã nói với những người đồng cấp phương Tây rằng Moscow tin rằng Ukraine đang chuẩn bị cho nổ một quả bom bẩn, một thiết bị sử dụng chất nổ thông thường và tẩm chất phóng xạ để phát tán ô nhiễm trên diện rộng. Người đứng đầu lực lượng bảo vệ hạt nhân sinh học và hóa học của Nga, tướng Igor Kirillov, nói trong một cuộc họp báo hôm 24 tháng 10 rằng mục đích của cuộc tấn công như thế là để đổ lỗi cho việc gây ô nhiễm phóng xạ về phía Nga.
bằng cách cáo buộc Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân cấp thấp, tiến hành một chiến dịch chống Nga mạnh mẽ trên toàn thế giới nhằm suy giảm lòng tin dành cho Moscow. Ông Kirillov kết luận, Bộ Quốc phòng đã tổ chức làm việc để chống lại các hành động khiêu khích có thể xảy ra từ phía Ukraine. Các lực lượng và nguồn lực đã được đặt trong tư thế sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện môi trường bị ô nhiễm phóng xạ. Các đồng minh phương Tây của Ukraine hiện đã bác bỏ mọi cáo buộc rằng Kiev đang chế tạo hoặc có kế hoạch sử dụng bom bẩn. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho rằng cáo buộc này là dấu hiệu cho thấy Moscow đang lên kế hoạch thực hiện cuộc tấn công tương tự và sẽ đổ lỗi cho Kiev. Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov đã bác bỏ các đáp trả của phương Tây và Ukraine. Ông nói rằng những lời phủ nhận vô căn cứ của phương Tây khi cho rằng tất cả những điều này chỉ là hư cấu và nói bản thân Nga có kế hoạch làm điều tương tự để sau này đổ lỗi cho Ukraine. Đây không phải là một cuộc trò chuyện nghiêm túc đối với họ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov đã nói chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Mỹ và Anh hôm 24 tháng 10 để thảo luận về khả năng Ukraine sử dụng bom phóng xạ. Tại buổi họp khai mạc Hội nghị Kinh tế Đức-Ukraine lần thứ 5 vào hôm 24 tháng 10, Thủ tướng Ukraine, ông Denis Mihan cho biết, Ukraine đang hướng tới việc tạo ra hệ thống phức hợp công nghiệp, quân sự sử dụng công nghệ cao. Ông Mihan nói, thật không may là không có lực lượng nào ở châu Âu có được kinh nghiệm mà Ukraine có như hiện nay. Đây là kinh nghiệm từ một cuộc chiến kéo dài 9 năm liên tục. Ukraine đang hướng tới việc tạo ra hệ thống phức hợp công nghiệp, quân sự công nghệ cao. Theo ông, các công ty châu Âu chuyên sản xuất vũ khí sẽ là một phần quan trọng của dự án này. Ông Mihan nói, các công nghệ trong quân sự sẽ thúc đẩy sự đổi mới về phía trước và sự gia tăng trong việc phòng thủ sẽ kích thích sự phát triển của các ngành công nghiệp liên quan. Hôm 24 tháng 10, quan chức cấp cao ở khu vực Zaporizhia, ông Vladimir Rogov đã nói với hãng thông tấn TASS rằng lực lượng Ukraine có thể gây ra thiệt hại thảm khốc khi làm nổ tung hai con đập lớn trên sông Dnipro, đồng thời nói rằng bất kỳ hành vi cũng sẽ gây ngập lụt đến một vùng rộng lớn, thậm chí lan đến khu vực đặt nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Ông Rogov nói, tôi không thể loại trừ việc họ sẽ cố gắng kết hợp cả hai kịch bản. Đầu tiên là họ có thể cho nổ tung Dnipro-Gres, sau đó là nhà máy thủy điện Kakhovka. Dnipro-Gres, hay còn gọi là nhà máy thủy điện Donetsk, nằm ở thành phố Zaporizhia do Kiev kiểm soát và nằm ở thượng nguồn Enogoda, nơi có nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Ông Rogov giải thích, nếu đập bị vỡ, thành phố và cơ sở hạt nhân sẽ chìm trong ngập lụt. Đập thủy điện Kakhovka nằm ở hạ lưu vùng Kherson nhưng rất quan trọng đối với nhà máy Zaporizhia trong việc cung cấp hệ thống làm mát. Nhà máy thủy điện này trở thành tâm điểm giữa các cuộc cáo buộc lẫn nhau giữa các quan chức Moscow và Kiev. Tuần trước, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã tuyên bố rằng lực lượng Nga đã cày mìn và chuẩn bị cho nổ tung con đập, đồng thời thúc giục một phái đoàn giám sát quốc tế đến cơ sở này. Trong khi đó, các quan chức Nga cáo buộc quân đội Ukraine đã cố tình nhắm vào con đập. Thành phố Kherson sẽ là nơi ngập lụt nếu đập Kakhovka bị vỡ. Theo các quan chức khu vực, thành phố này nằm ở bờ Tây của con sông và có thể hứng chịu hỏa lực dữ dội của Ukraine nếu Kiev tìm cách chiếm nó từ Nga. Thị trưởng Novaya Kakhovka vào hôm 24 tháng 10 đã báo cáo rằng Ukraine đã bắn ít nhất 3 quả đạn pháo vào con đập trong đêm. Ông Vladimir Leontiev nói với TASS rằng tình hình khá căng thẳng, số lượng các cuộc tấn công bằng tên lửa ngày càng tăng. Thị trưởng nói thêm, bên điều hành nhà máy hiện đang giảm mức nước trong hồ chứa để giảm thiệt hại tiềm tàng cho các cộng đồng dân cư hạ lưu. Ông Vasily Nebenzia, đại diện của Moscow tại Liên Hợp Quốc, đã cảnh báo vào tuần trước rằng hàng nghìn dân thường có thể bị thiệt mạng nếu Ukraine phá đập Kakhovka, đồng thời kêu gọi các thành viên khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngăn chặn điều đó xảy ra. Vào hôm 24 tháng 10, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, đã kêu gọi Israel tham gia vào cuộc chiến chống lại Nga và lặp lại yêu cầu Israel viện trợ các hệ thống phòng không. Ông Zelensky chia sẻ với tờ báo Haaretz của Israel rằng không phải đã đến lúc Israel cần chọn người sát cánh cùng rồi sao. Israel có đang chọn đứng về thế giới thiên chủ, cùng chiến đấu với mối đe dọa đối với sự tồn tại của dân chủ hay không, hay chỉ đang nhắm mắt làm ngơ trước sự tấn công của Nga như nhiều người khác, bất chấp cái giá phải trả là sự phá hủy an ninh toàn cầu. Trước đó, Israel đã lên án việc Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tuy nhiên, nước này cũng đang cảnh giác về mối quan hệ căng thẳng với Moscow, bởi Nga là quốc gia có thế lực bên cạnh nước láng giềng Syria, nơi các lực lượng Israel thường xuyên tấn công lực lượng dân quân thân Iran, và nước này cũng muốn đảm bảo cuộc sống ổn định cho người Do Thái tại Nga. Được biết, Israel sẽ chọn chính phủ mới trong cuộc bầu cử vào ngày 1 tháng 11 và đang hạn chế sự hỗ trợ của mình trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo và thiết bị phòng thủ cho Ukraine. Gần đây nhất,
nước này đã đề nghị giúp Ukraine phát triển các hệ thống cảnh báo tấn công trên không. Ông Zelensky cho rằng điều đó là chưa đủ và yêu cầu các nhà lãnh đạo Israel xem xét lại việc cử thêm lực lượng phòng không. Ông cũng đã nhiều lần đưa ra lời kêu gọi tương tự như thể kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2. Tại hội nghị kinh tế Đức-Ukraine ở Berlin hôm 24 tháng 10, Thủ tướng Đức ông Olaf Scholz đảm bảo với Ukraine rằng ngành năng lượng nước này sẽ được tái thiết lại để có thể cung cấp điện cho EU một cách hiệu quả hơn. Theo ông Scholz, phải tính đến mức thực tế khi tái thiết Ukraine, đó sẽ là nước này trở thành thành viên EU trong tương lai. Ông nói, khi tái thiết Ukraine, chúng tôi sẽ làm điều đó với mục tiêu Ukraine sẽ trở thành thành viên của EU. Điều này có nghĩa là các lĩnh vực hậu cần và vận tải, cũng như cơ sở hạ tầng giao thông, đều sẽ được xây dựng theo cách mà Ukraine có thể hoàn toàn kết nối với nội bộ EU. Điều đó cũng có nghĩa là EU sẽ luôn chào đón các sản phẩm xuất khẩu của Ukraine, củng cố các công ty Ukraine và đồng thời thúc đẩy sự phát triển theo hướng công nông nghiệp bền vững, năng suất cao. Thủ tướng Ukraine, ông Denis Mihan, đặt nhu cầu tài chính cho việc tái thiết là 750 tỷ đô la Mỹ và nói rằng Ukraine rất muốn cung cấp điện và khí đốt cho EU trong khoảng thời gian tới. Theo ông Smihan, kế hoạch tái thiết Ukraine rất lớn, những thiệt hại mà Nga đã gây ra cho chúng tôi cũng lớn không kém. Nguồn lực cần thiết cho việc tái thiết đang đạt tới con số 750 tỷ đô la. Kế hoạch này không phải là điều khiến tất cả đi lùi, mà là cùng nhau tiến về phía trước. Và trong quá trình chúng tôi thực hiện việc chuyển đổi, những cơ hội đáng kinh ngạc dành cho các doanh nghiệp châu Âu sẽ mở ra. Mới đây, trong một cuộc họp báo sau hội nghị Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE tại Jordan, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Bắc Macedonia đã kêu gọi các quốc gia tích cực giải quyết những thách thức chung sau khi thất bại trong việc ngăn chặn cuộc xung đột Nga-Ukraine gây ra. Thông tin vừa được Reuters đăng tải. Ngoại trưởng Bắc Macedonia, ông Buza Osmani, nói đây không phải là lúc mà các quốc gia đi theo chủ nghĩa phòng thủ mà phải tham gia tích cực để giải quyết những thách thức hiện nay. Chúng ta cần tìm ra cách để hỗ trợ cho những người chịu nhiều mất mát trong cuộc xung đột tại Đông Âu. Hội nghị OSCE diễn ra trong 2 ngày với chủ đề thúc đẩy an ninh và hợp tác ở Địa Trung Hải. Cuộc thảo luận giữa các nước tham dự đã đề cập đến khía cạnh như vai trò của thanh niên, biến đổi khí hậu, nạn buôn người và trao quyền kinh tế cho phụ nữ. Cộng hòa Bắc Macedonia hiện tại là chủ tịch của nhóm đối tác Địa Trung Hải. Hội nghị lần này do Vương quốc Hasmir Jordan chủ trì tổ chức với tư cách là thành viên của nhóm đối tác Địa Trung Hải. Vào hôm 24 tháng 10, Ngoại trưởng Iran ông Hussein Amiraballahian cho biết Iran sẽ không thờ ơ nếu các quốc gia khác thực sự chứng minh được nước này đang cung cấp máy bay không người lái cho Nga để tấn công Ukraine. Bình luận của ông Hussein được đưa ra trong bối cảnh có nhiều cáo buộc Cộng hòa Hồi giáo Iran đang cung cấp UAV cho Nga. Truyền thông nhà nước dẫn lời ông Hussein cho biết nếu họ thực sự chứng minh được UAV của Iran đã được sử dụng trong cuộc xung đột chống lại Ukraine thì chúng ta không thể thờ ơ. Dù thế, ông Hussein cũng cho biết rằng sự hợp tác quốc phòng giữa Tehran và Moscow vẫn sẽ tiếp tục. Trước đó hôm 22 tháng 10, Anh, Pháp và Đức đã kêu gọi Liên Hợp Quốc thực hiện cuộc điều tra về cáo buộc Nga đã sử dụng máy bay không người lái có nguồn gốc từ Iran để tấn công Ukraine, được cho là vi phạm một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trích dẫn các nhà ngoại giao và quan chức, Reuters cũng đã đưa tin vào tuần trước rằng ngoài nhiều máy bay không người lái, Iran cũng đã hứa cung cấp cho Nga tên lửa đất đối không. Vào hôm 24 tháng 10, Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov cho biết Moscow đã yêu cầu Liên Hợp Quốc cung cấp dữ liệu về những nơi mà các chuyến hàng chở ngũ cốc cho Ukraine đã đi qua, cũng như thông tin về những người tiêu dùng thật sự của số ngũ cốc này, và nói rằng sự điều chỉnh đối với thỏa thuận bỏ chặn các chuyến hàng ngũ cốc tại các cảng Biển Đen sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu này. Phát biểu tại một cuộc họp báo được phát sóng trên kênh truyền hình nhà nước, Ngoại trưởng Lavrov nói việc điều chỉnh các kế hoạch tiếp theo trong thỏa thuận ngũ cốc phụ thuộc vào dữ liệu của Liên Hợp Quốc. Vào tháng 7, Nga đã ký một thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian để tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến hàng ngũ cốc của Ukraine mà nước này đã chặn kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong cuộc họp báo của mình, ông Lavrov nói rằng chỉ 5% đến 7% lượng ngũ cốc đến được tay các nước nghèo nhất trên thế giới, trong khi đó có tận 50% lượng hàng xuất khẩu được chuyển đến Liên minh châu Âu. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc những cập nhật mới nhất về tình hình xung đột tại Ukraine. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.